đủ rồi nè, còn nước con á. Mày đủ rồi phải không? 37 một ngày. 27 chai nó là đủ đó. Rồi nước mắm đủ chưa? Nước mắm đủ rồi, nước mắm đủ rồi nè. Cái mắm canh ra bảy canh đây. Rồi đếm đi mày. Đếm đếm. Một thùng bao nhiêu? 3, 6, 9. Rồi. Đủ rồi đúng không? 86. Tôi cho lại cho còn thiếu một chai ta. Nước mắm như thiếu một chai nè. Nước mắm thiếu một chai. Nước mắm thiếu một chai là người đẹp. Mày thì đủ này con đứng ngủ đó. Mỗi cái có 37 cho con đi rồi lấy chừng sau. Thằng này thiếu một chai, thiếu 7 chai. 7 chai đúng rồi. Đây một thùng có không biết nhiêu đâu. Ờ 35, 30, 37. Ông nhà ông đang ra, ông chở nhà trong nhà ra. Ok.